Chào mọi người, hiện tại thì mình đang ở trong bệnh viện. Mọi người có thấy gương mặt mình nó khác không? Mình bị gãy xương hàm mặt và thứ hai này phải phẫu thuật này. Cái xương bên này mình mọi người thấy nó chìa lên đây, còn một cái này nó thụt xuống dưới này, thấy không? Đây nó lún vô nè, nó gãy xương hàm. Hôm qua trên đường đi dạy á, thì mình có một cái anh kia, anh chạy bên đường á, anh chạy phía bên trái, anh chạy với Winner, và anh hình như trời đang mưa nên anh tấp vô lề cũng khá là nhanh. Thì lúc đó mình cũng chạy cái đường cho chạy 50 thôi, nhưng lúc đó mình chạy chắc cũng 60 á, cũng không có nhanh lắm đâu. Nhưng mà 60 là trời mưa nữa nên mình thắng không kịp á, chà cái bánh xe tới và té, và cái đầu mình đập xuống bên cái vỉa hè á, thì nó bị đau nhẹ ở đây. Thì hôm qua có CT đầu rồi mà vẫn chưa có kết quả. Thì sáng giờ miệng thì nó vẫn khạc này kia, vẫn ra máu máu máu, máu đông khá là nhiều, nhưng mà hôm nay thì đỡ rồi. Hôm qua Tông thì bất tỉnh thì xe cấp cứu nó trở về bệnh viện quận Thủ Đức. Thì ở đây thì nói chung là y bác sĩ ở đây thì mình thấy cũng tận tình, rất là tận tình luôn, giúp đỡ, nói chuyện nhỏ nhẹ chứ không có nói gì khó nghe hay là cái gì hết. Thì thời gian gần đây thì chắc là Cường cũng tạm ngưng cái công việc dạy một thời gian, tại thứ hai phải phẫu thuật nữa. Tại vì các bạn nhìn sơ các bạn vẫn có thấy cái mặt nó đang bị lún vô nè, cái rất là rõ đúng không, gãy xương hàm mặt. Mà mình cảm giác thì nó đau thì nó cũng không có gọi là đau nhiều lắm, nhưng mà chỉ có khi mà mình giờ còn nói chuyện được, hôm qua là nói không được luôn, qua nói rất là đau. Và ở đây mọi người nhìn cái môi nó sưng lên, nó đang bị tê luôn, hình như đụng thần kinh hay sao, đụng vô dường như nó không có cảm giác. Thời gian gần đây có thể là mình sẽ tạm ngưng ra clip một thời gian, còn mà ở trong bệnh viện rồi thì đâu có sản xuất nội dung được nữa, thì mong mọi người thông cảm. Thì ở ngoài các bạn cameraman với những anh em thì vẫn làm việc bình thường, anh em vẫn sẽ làm clip để gửi lên kênh YouTube của Cục Cần TV cho anh em VC vẫn tiếp tục làm việc. Chỉ có Cường là không có xuất hiện trên clip trong thời gian tới thôi, trong khoảng thời gian khoảng tầm 2 tuần tới, ít nhất là 2 tuần tới thì mình sẽ không có lên clip. Nên mong khán giả vẫn ủng hộ cho kênh của Quốc Cường nhé. Một ngày bình phục thì Cường sẽ làm việc lại. Và đây nè, đây cái tay này thì vẫn đang ấy. Hôm qua hồi sáng mới lấy máu cũng khá là nhiều, hôm nay mới truyền máu, uống thuốc giảm đau suốt à, nên nó khá là buồn ngủ, như mình lúc nào cũng buồn ngủ hết á. May làm sao mà mình chọn ở cái không có chọn nằm ở trong phòng, mà mình lại chọn là hành lang. Đây ở đây à, đây được ngắm view của Landmark 81 nè, ha, của chùa Vạn Đức. Tiệm mình này kia nằm bên đây nè, mình nhìn qua đây là thấy, có thể thấy tiệm mình luôn. Cái cánh tay nó bị trật hay sao nó đau quá, gãy thì không gãy nhưng mà trật tay. À, đây nè, mình kéo đi. Trời trật thì la. Nhiều người nói là tháng 7 xui, nhưng mình không quan điểm thế, do mình không cẩn thận thì mình bị thôi chứ. Đối với mình không có tên việc tháng 7 đùi hết. À, mọi người thấy rõ không? Tích cực lên mà sống mọi người ơi. Sao hết, vẫn vui vẻ bình thường. Hôm nay là cái cô ghê, cô lên cô gội đầu cho quá sướng, chứ còn không có đầu ngứa chịu không nổi. Hôm qua té người dơ hầy dính dầu nhớt tùm lum, bác sĩ chở xuống bệnh viện này là mình bất tỉnh, chả biết kỹ gì hết nữa. Hôm nay còn khỏe được, còn cười được, còn nói chuyện, còn làm clip được cho mọi người là vui lắm rồi. Còn phẫu thuật thì mình cũng không biết là họ sẽ phẫu thuật như thế nào đây, cho diện gương mặt mình là mình thấy không coi được hết đó. Thế lại hàng ngày thì ngày nào cũng vuốt keo, vuốt quát áo quần tóc tai, giờ mặc bộ đồ này quá thảm. Cường vẫn nói chung là vẫn khỏe, sức khỏe vẫn tốt, vẫn bình thường nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video này, nhớ ủng hộ cho Quốc Cường trong thời gian tới. Và khi nào mà Cường xuất bản video lại mà có gương mặt này thì mọi người đã biết là Cường đã khỏe rồi đó. Cảm ơn mọi người nhé, bye.